Chào bạn, mình là cửa hàng máy may Thuận Phát đây. Clip này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng em máy Zago KG230 nhé. Em máy này là dòng máy may nội địa Nhật nện. Bạn phải gắm điện vào cục đổi nguồn nhé. Để sử dụng máy bạn phải lắp chỉ suốt đầu tiên nhé. Mở dĩa chỉ. Lắp chỉ. Lắp chặn chỉ. Kéo chỉ qua bên trái và dẫn vào móc. Dẫn vòng qua thanh dẫn chỉ. Lắp suốt vào trụ suốt. Quấn 5 đến 6 vòng xung quanh suốt. Gạt trụ qua phải. Nhấn nút may để đánh suốt. Nhấn dừng khi đầy chỉ, cắt chỉ và gạt trụ qua trái để lấy suốt. Gỡ hộp phụ kiện để lắp suốt. Lấy trao ra khỏi ổ. Lắp suốt vào ổ và dẫn chỉ theo đường dẫn. Lưu ý 1, khi lắp suốt vào trao, suốt phải xoay theo chiều kim đồng hồ nhé. Lắp trao vào ổ. Lắp vào đúng vị trí này, đẩy trao vào và nghe tiếng cạch. Bước tiếp theo mình sẽ dẫn chỉ vào kim. Lưu ý 2, luôn luôn phải nâng chân vịt lên khi thực hiện các bước xỏ chỉ kim, dẫn chỉ vào móc và đi thẳng xuống. Dẫn chỉ lên trên. Lưu ý 3, xoay vô lăng để cò được nâng lên vị trí cao nhất và dẫn chỉ qua cò. Dẫn qua móc giữ chỉ. Lưu ý 4, xoay vô lăng cho trụ kim được nâng lên cao nhất để xỏ chỉ tự động. Lấy chỉ suốt lên bằng cách nhấn nút may một mũi hoặc xoay vô lăng để lấy chỉ suốt. Đưa chỉ xuống dưới chân vịt để tránh rối chỉ. Nếu chỉ quá dài có thể cắt chỉ bên hông máy. Thay chân vịt. Bạn nhấn nút phía sau chân vịt. Mỗi chân vịt đều có thanh ngang ở giữa để nối với trụ. Bạn hạ trụ chân vịt xuống vị trí thanh ngang. Thay kim. Mở ốc kim. Kim có hai mặt, bầu và phẳng. Khi gắn kim vào máy hướng mặt bầu vào phía bạn và mặt phẳng phía trụ chân vịt. Đẩy kim lên vị trí cao nhất mới siết ốc nghe. Thủ quy. Đo kích thước quy. Gắn chân vịt. Lưu ý 4, khi thùa khuy bạn phải hạ cần thùa khuy xuống nhé. Lưu ý 5, khi thùa khuy bạn điều chỉnh thanh giữa ngang với mức đỏ. Chọn kiểu khuy và nhấn nút may.
độ may nhanh chậm. Nút may dừng. Nút may một mũi. Nút lại mũi, khóa mũi. Chọn kiểu may. Nút trái phải là chỉnh đô rộng zig zag. Nút trên dưới là điều chỉnh độ thưa mũi may. Ngoài ra nút điều chỉnh độ rộng zig zag có thể áp dụng để chỉnh vị trí kim, chỉ sử dụng cho đường may thẳng. Mình sẽ may vài mẫu để bạn hiểu chức năng của độ thưa và độ rộng zig zag nhé. May đường zig zag cơ bản. Nâng chân vịt đưa vải dưới chân vịt và hạ chân vịt. Nhấn nút may. Nhấn nút lại mũi để kết thúc đường may. Điều chỉnh độ thưa mũi may để so sánh sự khác biệt. Điều chỉnh độ rộng zig zag để so sánh sự khác biệt. Chọn mẫu may. Một số mẫu may của may. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng máy rồi. Nếu bạn cần Thuận Phát tư vấn về máy hoặc phụ kiện may vá, bạn hãy liên hệ cho Thuận Phát nhé. Bye.